Theo số liệu thống kê thì có đến 60% phụ nữ Việt Nam bị nám da, trong đó độ tuổi từ 30 đến 60 chiếm khoảng 70%, tỷ lệ nữ so với nam là 6/1 và nám da chiếm 0,25 đến 4% các bệnh da liễu thường gặp. Nám da kéo dài, không được chữa trị tận gốc triệt để ngay từ ban đầu, khiến cho khuôn mặt các chị em trở nên xấu xí và mất dần sự tự tin. Thấu hiểu điều đó, Thẩm mỹ viện Ý Lan tại địa chỉ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại cùng công nghệ trị nám mới nhất như Lavien, Pastel, Laser Tanning, điều trị nám thành công cho nhiều khách hàng, giúp chị em sớm sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn. Khi được giới thiệu đến đây thì tôi chữa trị từ năm 2010 và đợt lộ trình là 10 lần. Thế thì tôi thấy là da tôi đã sáng đều lên và không có hiện tượng, đến bây giờ là không có hiện tượng quay trở lại nữa. Trước đây nám mảng của tôi hai bên rất là rõ, và sau khi mà một liệu trình để điều trị thì tôi thấy là những vết nám của tôi đã mờ dần đi và đã biến mất. Bây giờ da tôi cảm thấy rằng là rất là đều màu và sáng lên. Tôi rất là hài lòng về Thẩm mỹ viện Ý Lan. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đồng hành cùng các chị em trên con đường tìm lại vẻ đẹp tự nhiên nhất cho làn da, Thẩm mỹ viện Ý Lan xin khẳng định nám da không phải là bệnh khó chữa mà hoàn toàn có thể triệt tiêu tận gốc, mở ra cơ hội thay đổi nhan sắc và cuộc sống mới cho phái đẹp. Nhân dịp chào xuân năm mới 2017, Ý Lan xin trân trọng gửi lời chúc tới tất cả quý khách hàng, anh chị em và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.